thưa quý vị, được khởi công cùng lúc với nhà ga hành khách vào ngày 31 tháng 8 2023 và sau hơn 9 tháng thi công, hạng mục đường cất hạ cánh thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã rõ hình hài. Sau những nỗ lực tăng tốc thi công trong những tháng cao điểm mùa khô, hiện đã bước vào cao điểm mùa mưa. Nhiều khó khăn xuất hiện do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, những cán bộ kỹ sư, công nhân trên công trường vẫn đang nỗ lực để đưa dự án về đích vượt tiến độ, ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Theo Trung tá Lê Văn Tiến, cán bộ quản lý Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC, chỉ huy trưởng công trường cho biết, gói thầu 4.6 công trình đường cất hạ cánh đường lăn sân đổ tàu bay là hạng mục quan trọng của dự án sân bay Long Thành, do ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động an toàn bay. Thực hiện tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ, của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, hiện nay trên công trường liên danh các nhà thầu huy động 1.700 nhân sự, 350 trang thiết bị máy móc với 50 mũi thi công các gói thầu bám sát tiến độ để đề ra. Sau hơn 9 tháng triển khai đến nay, liên danh nhà thầu đã hoàn thành phần nền móng và lớp bê tông xi măng M150, phần kết cấu lòng đường hạ cất cánh. Phần mềm bê tông xi măng M350/45 đã được triển khai thử nghiệm từ đầu tháng 5 2024, bám sát tiến độ đề ra. Đối với phần kết cấu lề đường cất hạ cánh, phần nền móng đạt 62,2%, lớp bê tông xi măng M150 và các lớp bê tông nhựa dự kiến triển khai thi công trong tháng 9 2024 để hoàn thiện đồng bộ với phần lòng đường cất hạ cánh. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, từng cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đang tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do CV phát động, quyết tâm phấn đấu đến mức cao nhất để hoàn thành thi công, đưa vào khai thác kỹ thuật công trình được cất hạ cánh trong Long Thành trước 30 tháng 4 năm 2025 và chất lượng cao nhất, tiếp tục chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.